Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 23 tháng 3. Nắng tiếp tục trải đều khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm nay. Nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua và dao động ở mức từ 25 đến 33 độ C. Khu vực các huyện miền núi đã xuất hiện mưa dông vào buổi chiều. Còn ngày mai, 24 tháng 3, thời tiết vẫn duy trì trạng thái khô ráo, có nắng to gần trưa về chiều. Đến chiều trời mới mát mẻ trở lại, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ mức là 34 độ C. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao. Quý vị cần uống đầy đủ nước để đảm bảo sức khỏe. Nhiều nơi trong tỉnh sẽ có mưa dông vào buổi chiều. Trong mưa dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, ngày nắng. Chiều mai có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều mai có mưa rào nhẹ. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Thị trấn Ba Tơ, ngày có mây, nắng gián đoạn, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, nhiều mây, ngày có nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo thời tiết, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí ở mức thấp, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do sử dụng điện tăng cũng như là cháy rừng là rất cao, nhất là nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy. Các hộ gia đình cần lưu ý tắt thiết bị nấu ăn sau khi sử dụng xong, ra khỏi phòng là tắt điện quạt. Đối với các hộ kinh doanh, cần kiểm soát nguồn lửa tại khu vực sản xuất, không được lưu trữ quá nhiều hàng hóa trong kho, phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị hệ thống điện. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo ngay cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Không khí lạnh tràn về đã khiến gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ chuyển sang hướng Đông Bắc và cường độ ở mức cấp 5, cấp 6 và cấp 7, cấp 8 gây biển động mạnh. Tại khu vực Bắc Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5. Còn tại khu vực giữa Biển Đông, đêm nay và ngày mai gió chuyển sang hướng Đông Nam với cường độ giảm ở mức cấp 3, cấp 4. Sau đó đến ngày 25 và 26 tháng 3, khối không khí lạnh tiếp tục yếu đi, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại và trên khu vực này gió sẽ trở lại hướng Nam đến Đông Nam. Những cơn mưa dông cũng chấm dứt, tầm nhìn xa tăng trở lại ở mức 10 km, thuận lợi cho hoạt động trên biển. Đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ chuyển dần sang hướng đông với cường độ chỉ ở mức cấp 3, cấp 4. Cần lưu ý là những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp diễn và xuất hiện trong những ngày tới. Vì thế, tàu thuyền hoạt động cần cẩn thận vì mưa dông thường kèm với gió giật mạnh nguy hiểm. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày mai 24 tháng 3, phía Bắc khu vực có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Nam khu vực chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 25 đến 30 tháng 3, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội trưa hửng nắng nhẹ, sáng có sương mù, trời khô ráo, đêm rét với mức nhiệt duy trì từ 20 đến 28 độ. Thừa Thiên Huế nhiều mây, trời nắng, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Đà Nẵng có mây, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng gắt, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.